hình ảnh cá chép vượt Vũ Môn Quan xuất hiện trên bầu trời Thái Bình vào lúc rạng sáng khiến dân mạng xôn xao. Theo đó, giữa khung cảnh bình yên thơ mộng của lúc tờ mờ sáng, ở khu vực tỉnh Thái Bình, một người dân đã bất ngờ quay lại được khoảnh khắc hiếm có khó gặp khi trên bầu trời bỗng rực sáng với một hình ảnh kỳ lạ. Hình dáng một con cá chép màu đỏ khổng lồ đang lao mình qua đám mây đen như đang cố vượt qua một cánh cổng thần thoại. Điều đặc biệt là hình ảnh này trông rất giống với hình ảnh cá chép vượt Vũ Môn Quan trong truyền thuyết, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa đẹp mắt. Cá chép vượt Vũ Môn là một hình tượng đẹp, thường dùng trong thi cử, thể hiện khát vọng vươn lên của con người trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng là dấu hiệu của sự may mắn và sự như ý. Ngay sau khi hiện tượng này diễn ra, hàng loạt hình ảnh và video đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít người cũng đặt câu hỏi liệu đây có phải là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ hay chỉ là một hiện tượng quang học hiếm gặp. Bên dưới là một số bình luận để lại. Cá chép vượt Vũ Môn Quan, người tài xuất hiện. Chưa bao giờ tôi thấy một tuyệt tác thiên nhiên đẹp như vậy, vừa đẹp vừa linh thiêng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.